cao lãnh này sẽ đưa chúng ta qua bên khu vực quận 4, tạm thời chia tay với lại quận nhất quận 5. Ở dưới chân cầu này chúng ta thấy một cái đại lộ rất là lớn, gọi là đại lộ Võ Văn Kiệt, mà chúng ta quen gọi là đại lộ Đông Tây, tại vì nó sẽ dựa theo hướng Đông Tây sẽ phát triển về phía Nam. Đại lộ Đông Tây này là một cái cơ sở hạ tầng đánh dấu sự phát triển vượt bậc ở Việt Nam chúng ta. Và đại lộ Đông Tây này ra đời nhằm cái mục đích thứ nhất là tạo cái vẻ mỹ quan cho thành phố. Nếu mà nó quan trọng nhất, đó chính là giảm cái sự ùn tắc giao thông trong khu vực nội thành. Thứ hai là cải tạo cái môi trường xung quanh. Thứ ba là tạo cái vẻ mỹ quan cho thành phố Hồ Chí Minh. Từ trên cao chúng ta nhìn xuống, đại lộ Đông Tây này giống như một con rắn khổng lồ đang nằm bên dòng sông Bến Nghé và trường mình uốn khúc quanh quẩn đâu đó trong một thành phố đầy náo nhiệt, đó chính là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Sau này đó thì sẽ nối luôn cả đường cao tốc Sài Gòn Mỹ Tho, nối luôn đường hầm Thủ Thiêm. Hầm Thủ Thiêm đã họp đông vào ngày 21 tháng 9, sáng ngày 21 tháng 9 đó, và sẽ đi qua đường hầm Thủ Thiêm qua khu vực Thủ Thiêm bên quận 2 và sẽ nối lại trục quốc lộ 1A mà bây giờ đó chính là xa lộ Hà Nội, hay là xa lộ đây, xa lộ Biên Hòa trước kia ở khu vực Cát Lái. Trong tương lai này, những xe ở phía miền Trung, miền Bắc đi về hướng đồng bằng sông Cửu Long là mình